Xin chào tất cả các bạn banner của Bi Network nha. Thì hôm nay Thành sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách để nhận biết được là cái số Bi mà chúng ta bị khó là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng là về ví nha các bạn. Đó. Thì đây, các bạn vào trong cái phần là Bi chuyển đợt đầu của bạn đúng không? Là Bi Mainnet nè. Đó là số Bi nè. Số Bi khai dụng rồi thì các bạn biết rồi đó không? Rồi các bạn muốn biết là cái phần Bi mình bị khó bao nhiêu thì các bạn hãy bấm vào cái chỗ di chuyển này nha. Đó, đây ngay di chuyển này. Đó. Thì nó sẽ về cái này. Đây này nha. Cái số Bi của Thành là còn 242 Bi. Đó là bị khó là cái từ ngày là ngày 30 tháng 6 nè. Ngày 2022 các bạn thấy chưa? 30 tháng 6, tháng 6 nằm chính giữa nha. Bên nước ngoài tính ngược vậy nha các bạn. Đó. À, ngày 30 nè, tháng 6 nè, 2022, 12 giờ 59. Đó, là khó sẽ tới ngày là 9 tháng 7 năm 2023. Là 242 bi đây sẽ được mở khó về ví tiếp tục nha các bạn. Đó. Thành này thì được kê sơ bê ví rồi. Cứ mỗi ví về vài trăm nha các bạn. Đó. Đây là chỉ tài khoản phụ của Thành thôi nha. Thì các bạn đơn giản các bạn chỉ cứ vào đây, vào phần của chúng ta, rồi bấm vào cái chỗ di chuyển. Đó, kích về chỗ di chuyển, nó sẽ hiện ra cái phần số bi di chuyển tiếp lên khai dụng này. Đó. Ví dụ giờ thành của Thành khai dụng là B160 nè, cộng thêm tới tháng 7 sẽ cộng thêm 242 nữa nha các bạn. Còn cái số mà bi vàng chúng ta được thưởng thì nó của rep và vòng tròn bảo mật rồi, nó chưa nha các bạn, chưa có nha, hiện tại là chưa có. Thì đây là chỉ cái thông báo là cái số dư minus sẽ chuyển đợt 2 khi chúng ta khó. Cái này Thành khó hình như là Thành khó 1 năm á. Đây Thành mở được mấy tháng rồi cho nên giờ tới tháng 7 Thành mới được mở tiếp nè. Thành khó 1 năm là 50% hay sao đó nha các bạn. Lâu quá Thành cũng quên, Thành khó mấy tài khoản phụ nhiều quá Thành quên. Đó thì các cách thức rất là đơn giản, các bạn cứ vào đó rồi các bạn bấm ơi như Thành, nó sẽ re, bấm cho phần di chuyển là nó sẽ re nha các bạn. Là các bạn dùng ở đây là tới cái ngày nào mở khó của chúng ta nè. Thì các bạn thấy di chuyển của Thành hay, cho Thành một like, một đăng ký kênh nha.